Tụi mày có biết tại sao tao lại tập hợp đông đủ tụi mày ở đây không? Đứa nào biết? Mày! 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 Dạ. Cả mày nữa. Cường, mày theo anh cũng đã lâu rồi phải không? Đúng không? Có lẽ tao đối với mày cũng không quá tệ. Cảm ơn anh đã chiếu cố em. Còn cô, tôi đối với cô cũng không đến nỗi nào. Thì chúng ta là vợ chồng mà, tất nhiên là anh rất tốt với em. Mẹ nó, đứa nào cũng nói là tao đối xử tốt, vậy thì tại sao ăn cắp hàng của tao để làm của riêng? Hả? Là đứa nào? Bây giờ nghe tôi hỏi đi. Số hàng ngày hôm qua được chuyển từ nhà con Hồng về quán bà Yên Châu, tại sao thiếu mất 5 bánh heroin? Mỗi bánh là 350 gram. Sáng nay tao vừa đi kiểm tra. Nè, đứa nào trót dại thì khai ra mau. Nếu không, tao mà điều tra ra được thì đừng có trách tao ác. Hàng là do Cường trực tiếp đột nhập vào nhà con Hồng lấy ra. Lúc về, em và Cường cùng ngồi trên xe, nên không thể nào có chuyện xảy ra được. Sau đó, Cường chở em về vũ trường 4 số 9, rồi một mình đến quán bài Yến Châu cất hàng. Ý của chị là tôi đã đánh cắp 5 bánh heroin đó hả? Tôi đâu có nói như vậy. Mà có khi cũng chỉ có cậu mới có khả năng làm việc đó. Tôi tin tưởng cậu nên hoàn toàn không đụng đến số hàng. Cậu cũng biết mà, từ khi cậu mang hàng ra xe, tôi ngồi một bên cậu còn gì. Mà cho dù tôi có ý định trộm hàng đi chăng nữa thì tôi cũng không thể có cơ hội. Em vào mua giùm chị một con gà, lát nữa tụi mình liên quan hả? Dừng xe dọc đường nguy hiểm lắm. Về đến nhà chị nhờ đứa nào đó đi mua. Chị nói em mua, em cứ mua đi. Cậu có làm việc này hay không thì tự cậu biết. Hèn gì cậu không muốn tôi đi đến cùng với cậu đến quán ba Yến Châu cất hàng, mà cứ khăng khăng đòi chở tôi về 4 số 9 mới được. Lúc đó tôi mà sáng ý một chút thì tôi đã ngăn cản được việc làm thối tha của cậu đó. Anh thấy chưa, bấy lâu nay á, anh nuôi ông tay áo mà anh không biết. Thằng này á phải xử nặng, nếu không lúc đó nó bán cả anh á thì có hối cũng không kịp đâu. Phải đó anh Long, đã có lần nó tâm sự với em, nó muốn trở thành người có quyền lực giống như anh. Biết đâu thằng này đang mang trong đầu âm mưu phản phúc. Sao cậu không có gì để giải thích à? Dạ không. Em biết bây giờ có nói gì cũng bằng thừa. Anh cho em thêm thời gian để chứng minh. Thời gian để chứng minh? Cho mày thêm thời gian để mày hạ bệ luôn tụi tao hả? Thôi, cầm hết đi cho tao. Nè, cậu muốn có thời gian để chứng minh hả? Tôi sẽ cho, nhưng tôi cảnh cáo trước, dù cậu có nặng ân nghĩa với tôi bao nhiêu, chỉ cần tôi phát hiện cậu có dấu hiệu phản bội thì thằng Hoạt Long này sẽ xử không nương tay. Hả? Anh cho nó thời gian thiệt hả? Làm sao mà tự nó dám lật mặt nó được? Sự thật rành rành đó, anh còn nương tay với nó làm gì? Chị à, đánh người
chạy đi chứ ai đến người chạy lại. Đúng không anh hai? Còn mày nữa, mày tìm được hai mẹ con nhà kia chưa? Mày lóc chóc tao cắt bỏ mày bây giờ đó. Dạ chưa. Mẹ con nhà nó cứ như chim ở trên trời, khó tìm quá anh Long ơi. Tìm không khó, tại chú ba không muốn tìm thôi. Suốt ngày ở mấy cái tụ điểm đá gà đó, thì làm sao mà tìm được? Rồi còn mày nữa, có đến trao vấn gia đình thành kiến chưa? Có tính gì không? Ừ, dạ không anh Long. Ông bà đó khá kín miệng, em nghĩ chúng ta không cần phải e ngại gia đình đó đâu. Được rồi, bây giờ tất cả ai về nhà nấy đi. À khoan đã, để tránh bị công an dòm ngó, tao muốn thay đổi cách thức giao ma túy cho khách hàng. Không thể dùng quá chú cũ được, rất dễ bị tóm lắm. Cách gì vậy đại ca? Mày làm đàn em tao để làm cái gì? Bắt tao có gì cũng phải động não. Về dắt ốc ra mà suy nghĩ mai trả lời cho tao. Bây giờ mỗi thằng một phương án. Không có thì đừng dắt cái mặt đường đến gặp tao. Biết hết đi. Cả bà nữa, đi đi. Dạ anh hai em đi. Thằng Cường ở lại. Đại ca em đi. Con ngồi xuống đi. Cường à, cậu nghĩ tôi nghi ngờ cậu thật sao? Nếu cậu nghĩ như vậy, quá thực, cậu không xứng đáng với niềm tin của tôi. Cậu nghĩ tôi tin tưởng Cẩm Nhung à? Cậu đã theo tôi bao nhiêu năm nay, nhưng con vợ tôi đã chung sống với tôi hơn 20 năm nay rồi. Liệu một người đàn bà như cô ta có còn một lòng một dạ với tôi nữa hay không? Điều này chỉ có trời mới biết được. Nếu cậu muốn chơi tôi thì trước đó cậu không thiếu gì cơ hội. Do đó, người tôi thật sự nghi ngờ chính là Cẩm Nhung chứ không phải là cậu. Cậu hãy theo dõi cô ta cho tôi. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh hai. Như vậy á, là chúng ta đã đi được 1/4 quãng đường, lấy được 5 bánh heroin và làm giảm uy tín của thằng Cường đối với Hoàng Long. Chắc chắn Hoàng Long sẽ không còn tin vào thằng Cường như trước nữa. Cánh tay phải của hắn một khi đã có tật thì làm gì cũng khó. Thằng Cường dù có thông minh đến mấy cũng không đoán được hết ý định của mình. Chiều em nha mình. Tối nay chúng ta sẽ bán được hàng. Mình muốn gì em cũng cho. Tôi muốn căn biệt thự và toàn bộ tài sản của Du Lãng. Liệu mình có cho tôi được không? Đừng có nóng vội, đốt cháy giai đoạn là tự thiêu chết bản thân. Phải từng bước một. Lát nữa mình gọi cho khách hàng đi. Tối nay tôi đi giao, kiếm một ít tiền xài. À, với lại giữ lại một bánh để tôi với mình sử dụng. Đừng có bán mít vào cho chồng ăn sơi đó. Em biết rồi, mình cứ hay lo. Mà em dặn nè, khi giao hàng mình phải hết sức cẩn thận. Mình phải thay đổi địa điểm liên tục để tránh tai mắt của bọn cớm. Khi nào thấy thiệt là chắc ăn thì mới đáp, hiểu chưa? Cái trò đó mình cũng phải dạy tôi nữa hả? Xưa nay mình chỉ toàn ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, thằng này mới là phải xông pha trận địa nè. Đáng lẽ chuyện đó tôi rành hơn mình mới phải.
Có lẽ mình nên dạy tôi cái điều này nè. Alo. Alo. Dọc lên chương trình đi. Ừ, nãy giờ chạy cả chục vòng rồi. Bọn chúng á, mà có theo dõi chắc có lẽ bị cắt đuôi rồi. Điểm cuối đó nha cha nội. Cứ đi đi, đừng nói nhiều nhé. Ừ, đi nha. Chí trinh sát được cử theo dõi đối tượng Thu vừa báo về cho biết Thu đang lượn lờ trên đường Trường Sa. Có khả năng đối tượng đang chờ thời cơ để giao ma túy. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Bây giờ các đồng chí chia nhau rải lực lượng đến quán cà phê trên đường Trường Sa. Thấy đối tượng có hành vi giao dịch hay tàng trữ ma túy thì lập tức vây bắt liền. Rõ. Rõ. Em ơi, cho chị nước cam nghe em. Dạ. Dạ, mời chị. Cảm ơn em nha. Dạ. Alo. Tới quán cà phê phố xưa. Tới liền nha. Được rồi. Em ơi, tính tiền giùm chị đi em ơi. Cho chị gửi. Dạ. Đứng im, đứng im. Chị đã bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Mấy người làm gì vậy? Mấy người bắt làm người rồi. Đồng chí, tôi đâu có kiểm tra một cái lồng đó cho tôi. Là heroin. Gì đâu? Buông tôi ra. Thả tôi ra. Đi. Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra. Nhanh lên. Thả ra. Ai lệnh cho nó giao hàng? Em đã hỏi Hoàng Phú rồi, không phải cậu ấy. Rất có thể là Cẩm Nhung à. Mẹ, tao đoán Hoàng không sai mà. Tạm thời giữ kín chuyện này. Tao muốn căng mắt nhìn xem con đàn bà thú tha này nó sẽ còn làm gì nữa. Tôi đã để mắt tới cùng mẹ đó cho tao. Dạ. Em còn một tin quan trọng nữa muốn báo cho anh biết. Thu đã bị tóm. Công an đang tạm giam để điều tra. Mày vừa nói gì? Nhắc lại cho tao nghe coi. Thu đã bị tóm. Công an đang tạm giam để điều tra. Nếu như hắn khai ra, coi như chúng ta tiêu. Mày nói, chó chết.
Mày gọi thằng Tèo đến đây cho tao. Gọi thằng Tèo đến đây cho tao. Số tiền bán heroin mình đưa cho em một phần là được rồi. Mình còn phải chi tiêu bao nhiêu thứ, hàng tháng còn phải đóng tiền nhà nữa. Có gì mình cần thì cứ nói em đưa thêm. Em chỉ cần mình phải chung tình với em đó. Nếu không mình chết đó nha. Tôi chỉ có mình thôi mà. Trong quán bar đầy gái đẹp, nhưng mình biết đó, đối với tôi mình là đẹp nhất. Thời gian tới em sẽ kiếm một số mối bán rượu, sau đó kết hợp với Hoàng Phú qua mắt Hoàng Long để bán chui một số rượu giả, kiếm tiền cất đi một chút đỉnh. Em biết mình đang mơ một chiếc 4 chỗ đúng không? Cứ từ từ em tính, đừng có nóng vội. Nhưng cái đó chỉ là chuyện nhỏ. Mục tiêu của tôi chính là vị trí của Hoàng Long trong căn biệt thự đó. Tôi muốn ý nguyện đó đến càng sớm càng tốt. Em biết chứ. Nhưng mình đừng có sốt ruột quá nha. Hoàng Lâm máu lạnh lắm. Nếu chúng ta sơ hở để hắn phát hiện ra điều gì, hắn sẽ không nương tay đâu. Vậy mình muốn tôi phải chờ đến bao giờ? Tôi có ý này. Hả? Cái gì? Một là chúng ta âm thầm báo cho công an biết Hoàng Long chính là Du Lãng. Còn hai, là phải tìm cách khử hắn đi. Mình đừng có quên, Hoàng Long là cha ruột của Hoàng Phú đó. Vậy là mình vẫn coi hắn là chồng. Còn tôi là đồ chơi mua vui cho mình hả? Thôi mà, mình hiểu lòng tôi mà. Sao mình cứ nói những câu khiến tôi đau lòng như vậy hả? Cả trái tim của tôi dành cho mình mà. Mà mình, tôi nghĩ trước khi định làm gì đó với Hoàng Long thì chúng ta phải khử con Bích Dân trước. Tôi không thể nào yên lòng mà để mẹ con của nó ngồi mát ăn bát vàng như vậy đâu. Mình hiểu không? Chuyện đó thì đâu có khó. Nếu như Hoàng Long không muốn chúng ta giết nó thì chúng ta ném đá giấu tay. À,
Làm liều thuốc đi anh hai. Lấy xe cho anh tới nhà thằng Tèo ngay. Khốn nạn. Ngày 24 tháng 6 2010, chị đã từng bị bắt vì tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Đã biết rồi mà còn hỏi nữa. Sau khi được tại ngoại, chị đã làm gì để nuôi sống bản thân và đứa con 11 tuổi? Tôi bán giấy số. Chị đã từng vào tù ra tội, tại sao chị lại không tu chí làm ăn mà lại làm những cái chuyện như vậy? Sao chị không nghĩ nếu như vào tù một lần nữa thì đứa con thơ sẽ không ai chăm sóc hay sao? Tôi nhất định không phải ngồi tù. Tôi không có phải là người quen đường cũ. Cái bọc đó không phải là của tôi. Mấy người vu khống tôi thì tôi sẽ kiện mấy người về cái tội vu khống. Các người sẽ phải ngồi tù. Chị cho tôi hỏi, tấm ảnh này có phải là chị không? Nè, chị chưa trả lời người trong ảnh có phải là chị hay không. Cái bọc đó là tôi lượm ở ngoài đường. Tôi không có biết bên trong á nó có chứa chất ma túy. Tôi hoàn toàn không có biết gì hết. Vậy tại sao chị lại hút quản quăng nó ra xa khi các trinh sát chúng tôi ập vào khống chế? Vì lúc đó tôi quá hoảng sợ. Tôi tưởng mấy người là ăn cướp. Phải rồi, tôi tưởng mấy người là ăn cướp đó. Chị nói là không biết bên trong là bọc chứa ma túy. Vậy tại sao ban đầu chị lại khăng khăng chối bọc đen nó không phải là của chị? Cái đó thì tôi không có biết. Mà lúc nãy tôi nói rồi, bọc đen đó là tôi lụm thôi. Rõ ràng không phải là của tôi. Tôi nói vậy có gì sai đâu. Nếu như chị không thành tâm khai báo thì tất yếu sẽ không được pháp luật khoan hồng. Chị còn con nhỏ ở nhà nên ăn năn hối cải sớm để về lo cho con cái. Chị làm ăn phi pháp, không sợ sẽ hủy hoại tương lai của con mình sau này sao? Mở cửa. Mở cửa ra. Mở cửa. Mày ra mày. Đây. Đại ca. Đại ca. Đại ca, mày lấy ma túy ở đâu cho con Thu? Nó mau, mày lấy số hàng đưa mày cướp của tao phải không? Đại ca. Nó. Dạ. Đại ca tha cho em. Hàng đó là do Hoàng Phú đưa cho em.
Đó, nói em giao cho con Thu. Em chỉ làm theo Hoàng Phú thôi, không phải em. Đại ca tha cho em. Đại ca. Mày mà nó lâu là tôi giết mày. Không. Đại ca. Cút. Bình ơi. 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 Có làm sao không? Bây giờ phải làm sao đi? Cứ từ từ đi để tôi tính. Hả? Em. Dạ. 600 tem nhập khẩu rượu. Khi nào hết báo cho tôi biết. Dạ, em biết rồi anh. À, quên nữa. Dạ. Cô nói nhân viên á, đông rượu phải đông điều tay. Dạ. Đừng có để tình trạng á chai ít chai nhiều để người tiêu dùng phát hiện được. Với lại liều lượng pha chế cũng phải thật chuẩn xác. Đừng có để lô hàng trước á thì màu sẫm, lô hàng sau á thì màu lợt lạc, giống như là nước mắm dởm á, hiểu không? Dạ em nhớ rồi giám đốc. Ừ, ra ngoài đi. Dạ. Alo, con này mẹ. Phú, mẹ đây. Mẹ nhờ con một việc nha. Con phải nhớ rõ nè, lát nữa ba con gọi con á thì con nói là cái số hàng mà Tào Đen đưa cho con Thu á là do con đưa cho mẹ nghe. Mẹ à, tại sao con phải nói dối? Bộ mẹ là người lấy số hàng đó hả? Trời ơi, không phải như vậy. Tại sao con lại nghĩ về mẹ như vậy hả? Con không có ý đó, nhưng mà mẹ nói cho con nghe đi, tại sao con phải nói dối? Thôi được rồi Phú nè, bây giờ con cứ làm theo lời mẹ dặn đi. Thôi mà mẹ năn nỉ con đó, đừng có nói nhiều nữa. Vậy thì con sẽ làm theo ý của con. Nè Phú, con đã đối xử với mẹ như vậy sao hả? Phú, nghe mẹ nói nè, thật sự thì mẹ cũng chỉ vì con, vì ba con thôi mà, con có hiểu không? Thằng Cường á, thật ra mẹ đã phát hiện nó có ý đồ phản phúc từ lâu rồi. Mẹ nghĩ ra cách này cũng chỉ vì muốn ba con khử thằng đó để trừ hậu quả thôi. Con nghe nè, nếu con không giúp mẹ ở đó là con đã đẩy mẹ vào chỗ chết rồi, con biết không? Con đẩy mẹ vào chỗ chết đó. Mẹ chết đó, mẹ chết cho con coi đó. Nhớ ráng giúp mẹ nha con. Phú. Alo. Dạ con này ba. Sao, có chuyện gì? À, con đã đưa số hàng đó nhờ mẹ đưa cho bà Thu. Nhưng mà có chuyện gì vậy ba? Vậy tại sao mày không cho ba biết? Dạ tại con bận quá, con quên chưa có kịp nói. Mà có chuyện gì vậy ba? Thật ra là chúng ta lấy hàng của ông ta. Đại ca còn cấm tôi nhắc từ vợ trước mặt ông ta nữa. Cũng may là em nhanh ý đó, nếu không mình và em mất mạng với tay Hoàng Long như chơi. Công nhận hồi nãy tôi cũng sợ thiệt. May mà mình lấp liếm được chuyện này. Nhưng hình như là Hoàng Long cũng đang nghi ngờ chúng ta thì phải. Lỡ không may hắn phát hiện ra chúng ta bí mật gian díu nhau thì tôi e là ngay cả cái mạng này của tôi cũng không giữ nổi nữa. Đó, bởi vậy em mới nói từ nay chúng ta phải cẩn thận kín đáo hơn. Nhưng mà đừng lo quá. Dù sao chúng ta vẫn còn con cờ đắc lực là Hoàng Phú. Nó là con trai của em, nó phải về phe em chứ. Đừng lo. Ừ. Cũng may là lần này có Hoàng Phú. Thank you.
Tôi thực lòng khuyên chị, nếu muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chị nên thành thật khai báo. Chị lấy ma túy ở đâu về? Tôi không có biết gì hết á. Cái gì cần nói á, tôi đã nói hết rồi. Chị khai là lượm được bọc ni lông ở ngoài đường, nhưng mà chị không biết ở trong đó nó chứa cái gì. Nếu như chị không biết nó chứa cái gì thì tại sao chị lại lượm? Chị nói bản thân chị không hề dính líu tới ma túy kể từ khi được tại ngoại, nhưng trong quá trình khám xét nhà của chị, chúng tôi đã thu giữ được 3 tép heroin. Chị giải thích như thế nào về vụ này? Số điện thoại liên lạc với chị trước khi bị bắt là của ai? Chúng tôi đã cho người kiểm tra, nhưng hiện tại số máy đó không có liên lạc được. Tại sao? Có ai đó muốn hãm hại tôi. Bọn chúng bỏ ma túy vô nhà tôi để mà vu khống. Cái bọc đen đó chúng đưa cho tôi nhờ tôi cầm giùm. Mục đích của chúng là muốn tôi bị bắt. Lời khai của chị trước sau không có khớp nhau. Thái độ của chị không thành khẩn với cơ quan điều tra. Tôi cho chị biết, không có một hành động phạm pháp nào có thể được che đậy mãi trong bóng tối được. Một ngày nào đó, tất yếu nó sẽ bị vạch trần ra. Tôi mong chị hợp tác với chúng tôi và khai ra kẻ đã đứng sau mình. Tôi không biết gì hết á. Thưa chú, vẫn chưa chịu khai. Đúng là cứng đầu cứng cổ thiệt. Chúng ta đã có đủ chứng cứ để buộc tội cô ta, và chắc chắn cô ta cũng hiểu điều đó. Nhưng mà tại sao đối tượng vẫn không chịu khai ra người đứng sau lưng mình? Cậu thử nghĩ xem, lý do là gì? Sợ bị kết tội. Nhẹ thì vài năm, nặng thì chung thân, còn nặng hơn nữa là tử hình. Hoặc chút lương thiện trong con người của cô ta còn sót lại, tự thấy xấu hổ với gia đình con cái cho nên không dám nhận. Chứng cứ đã rành rành, bị bắt quả tang tại trận thì chuyện phải chịu trừng phạt trước pháp luật là điều hiển nhiên. Lo sợ bị kết án thêm xấu hổ không phải là điều quan trọng nhất của bị cáo trong lúc này nữa, mà cái chính cậu biết là gì không? Đối tượng sợ đàn anh hay đàn chị của mình sẽ xử lý những người thân yêu của họ. Có thể cô ta sợ khai ra thì sẽ liên lụy đến đứa con trai 11 tuổi của cổ. Đó chính là lý do đối tượng không chịu khai ra kẻ đầu nậu đứng đằng sau mình. Lần sau hỏi cung, cậu hãy nhắm vào tâm lý đó mà khai thác. Dạ. Đồng thời, chúng ta cũng phải có phương án bảo vệ an toàn cho con trai của cô ấy. Rõ. Hả, chú, tấm hình mà chụp Thu lấy bọc ni lông từ trong cốp xe đó, lại chụp gì chú? Chú chụp hả? Không phải chú, nhưng mà ai thì sau này cậu sẽ biết. Cậu cũng nên hạn chế đi lại, tránh để bọn chúng biết rằng cậu đang giả vờ bị thương nặng. Dạ, con rõ rồi chú. Con chào cô. Cô cho con hỏi, cô có phải là mẹ của Bích Dân không ạ? Cháu là... Dạ, con là đồng nghiệp của Bích Dân. Nếu con nhớ không lầm thì cô đã tới cơ quan của con một lần rồi. Thì ra là đồng nghiệp của Bích Dân hả? Dạ. Đúng rồi. Đúng là cô đã tới cơ quan một lần. Vậy đúng cô là mẹ của Bích Dân rồi. Có lẽ Bích Dân khiến cô rất buồn. Con xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cô. Chắc là chuyện của Bích Dân nổ súng vào đồng đội, chắc cô biết phải không cô?
cũng may á là anh Nam chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu không thì chắc ảnh không qua nổi. Cháu vừa nói gì? Bích Dân nã súng vào đồng đội của mình hả? Tại sao lại như vậy? Con tưởng cô đọc báo rồi. Cô có sao không? Cô có sao không? Cô không sao. Cô không sao. Còn Bích Dân non. Em, anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa được không? Anh hãy buông tha cho con gái tôi. Anh đang tạo dựng tương lai cho nó. Em nói vậy là sao? Anh tạo dựng tương lai cho nó hả? Anh là một tên tội phạm. Anh làm những điều mà người ta khinh ghét. Còn bây giờ anh biến con Bích Dân từ một cảnh sát thành một tội phạm buôn ma túy. Anh nói như vậy mà anh tạo dựng tương lai cho nó hay sao? Em nhìn anh đi, làm tội phạm thì đã sao? Có quyền, có tiền, được sống sung sướng trong nhung lụa, em còn mong gì hơn nữa? Bích Dân làm cảnh sát thì được gì? Nó làm cả đời có khi không bằng một chuyến hàng của anh đâu. Đó là chưa kể nguy hiểm thường xuyên rình rập nó, có thể bị giang hồ xử bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy anh thật đáng thương. Đầu anh toàn chứa đựng những suy nghĩ của một tên trùm giả thú. Tôi gian anh, anh không có nuôi con ngày nào nên anh không có biết được cái khổ cực của người mẹ dành cho đứa con mình ra sao. Tôi chỉ xin anh đừng có biến nó thành một người giống như anh, rồi cả đời phải sống trong sợ hãi, trong ân hận và dai dứt. Tất cả những việc làm phi pháp đó sớm muộn gì cũng bị pháp luật trừng trị. Anh nói đi, anh nói cho tôi nghe đi, anh có dám khẳng định là anh không bao giờ sợ hãi? Gần một quãng đời mình bị xã hội ruồng bỏ, sống không được là mình, phải đổi lớp của một người khác như vậy, anh sung sướng lắm hay sao? Đến cả người mình yêu thương anh cũng không dám giữ lấy, chỉ vì mình là một tội phạm. Anh hãnh diện lắm phải không? Anh trả lời tôi biết đi, trả lời đi. Thôi đi, em đừng nói nữa. Nè ba Mến à, em hãy về với anh, ba chúng ta sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài định cư. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, được không em? Em à, giữa tôi và anh đã kết thúc cách đây 26 năm rồi. Và bây giờ người tôi phải có trách nhiệm chỉ là người chồng hiện tại, chứ không phải là anh.